Một đều à? Sao tôi bốn? Căng đây, căng đây. Nào cần anh em thắp hương nào. Anh em nào nhà có ông thần tài vui lòng thắp cho mình nén nhang. Hãy thắp cho mình nén nhang nào. Do tuần hai là mình bị sóc lỗi, bị vón lượng thực và gỗ. Còn nếu như mà tuần hai mình sóc đều thì tôi nghĩ là mình dần dứ là mình đỡ được. Garek Egypt. Garek Egypt. Quân có vẻ như đẹp hơn dành cho đồ bạn. Garek và Egypt. Egyptian, tức là đất nước Ai Cập, trong khi Greg lại là Hy Lạp. Chắc nhiều anh em chưa biết rằng chính Hy Lạp là nền văn minh đã từng chiếm Ai Cập. Ai Cập bị chịu ảnh hưởng văn hóa của Hy Lạp. Vâng, bạn Hoàng là fan cứng cộng 1. Candy Mew không phải một bó đâu bạn, một nén thôi. Một nén tức là rất tuyệt vời rồi. Bạn tặng cho một bó thành ra là ra Greg luôn. Mai chém không comment với like đi. Vâng đúng rồi ạ. Hãy like và chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa cho Hoàng Mai Nhi. Tiền Dubai ở bên Dubai mà sao lại ngủ sớm thế nhỉ? Dubai thì hình như giờ này mới có tầm cách khoảng 4-5 múi giờ gì đấy. Thì tầm này chắc là mới khoảng tầm có 7-8 giờ tối chứ bao nhiêu. Mà đã đi ngủ rồi, sợ thật ngủ quá sớm. Sống Dubai mà lại sinh hoạt theo giờ Việt Nam này thì không ổn. Bạn sống ở đâu bạn phải chơi sinh hoạt theo giờ ở nước đấy chứ. Nhưng mình đang sống ở Việt Nam, mình lại toàn sinh hoạt theo giờ của Mỹ. Con ngựa thành gì? Thành choa. Thành choa hay thành choi? Khấn thần tài bạn Minh Minh ơi, thần tài. Kinh quá bạn. Mình đã nói rõ rồi là ai nhà có ông thần tài thì thắp làm ơn cho một nén nhang để ủng hộ. Cầu xin cho Hoàng như bài lộc lá. Quân nó đẹp. Thưa anh Thông Vũ là em tên V Moon anh ạ. Đúng rồi. Thích hưởng thụ. Là đúng là dân đầm thì phụ thuộc khá nhiều vào cả bài nữa. Dubai tầm này 9 giờ sáng. Sao lại giờ này sáng rồi? Bên đấy là chậm hơn. Sao lại sáng các bạn nhờ? Bên đấy chậm hơn chứ. Sao lại sáng là giờ này? Bên đấy phải tối giờ này nhưng mà tối chậm. Quay từ đông sang tây này. Nhật Bản tối, sau đó đến Việt Nam tối này. Sau đó mới đến bên Dubai. Làm sao mà có thể bây giờ là sáng được? Bên đấy phải nhá nhem rồi. Tôi nhớ là đến múi giờ thứ mình là 7 cộng này. Thì bên đấy như là 5 cộng thì phải. 5 cộng hay là 4 cộng gì đó. Bài rất giàu của game thủ Logic Boy. Bài mình còn bãi quả nữa nhưng mà quân nó đang có vẻ như là hơi bị khắc quá. Nếu như cả hai bên cùng giàu như nhau thì chắc chắn là Egypt lợi thế hơn rất nhiều. À đúng rồi. Greg tới Hy Lạp nó còn có cả thành à cả thuyền nữa mà. Khỏe về thuyền nữa. Bởi lịch sử của Hy Lạp là họ cũng hay đi tấn công nước khác bằng thuyền. Nhật Bản cũng thuyền mạnh bởi vì Nhật Bản là sống ở đảo. Ngày xưa toàn đi sang chiếm ở bên Hàn Quốc. Là họ toàn đi bằng thuyền thôi. Nên là thuyền của Nhật Bản ở trong đế chế cũng mạnh.
Nhật Bản muốn sang các nước bên cạnh như là Trung Quốc với lại cả Hàn Quốc để đi chiếm cái thời thời phong kiến thời ngày xưa là chỉ có đi bằng thuyền thôi. Nên là thuyền của họ rất mạnh, họ đi xa được. Lệch 12 giờ các ạ. Wow. Sao lệch được 12 giờ ta? Lệch nhiều vậy sao? Vâng, nhà rất kín. BBBM. Đúng rồi, Dubai bây giờ ít nhất phải là tầm gần 7 giờ chứ làm gì chuyện mà lại là sáng được. Dubai bây giờ phải tầm 7 giờ. Đấy, 19:49. Tức là 8 giờ tối chứ còn gì nữa, tôi bảo chỉ lệch có khoảng 2-3 múi giờ thôi. Bạn nào lại bảo bây giờ là sáng. Bạn chả có tí kiến thức khoa học gì cả. Trái đất là quay từ phía đông sang phía tây. Ôi, đã có giò rồi. Giữ con dân này được. Xong tí chốt cái Y hay là đóng cái nhà T ở đây. Nhật Bản là quân Yamato, Trung Quốc là quân Seng. Thực ra đấy không phải là quân mà đấy là một thời kỳ. Các triều đại. Triều đại Seng này rồi triều đại Yamato. Hàn Quốc thì là Joseon. Seng là Trung Quốc. Vâng, hiện tại thì bài của game thủ màu 2 là rất gần với nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và bây giờ thì tôi cũng không biết là phải làm cách nào, thì cứ đánh bông tơi lên thôi, có gì đánh đấy. Điều kiện thế nào thì mình chơi thế đấy. Vẫn bông tơi, vẫn hết mình. Ở Egypt ngày xưa là người ta khai thác nhiều vàng nên là đào vàng nhanh. Ở đấy có nhiều vàng lắm. Đấy lý do tại sao mà vàng dân Egypt lại có thể đào được nhiều vàng hơn so với người dân bình thường. Đen rồi, tân mệnh. Phù quá xa, chạy đến là đã chết rồi. Tỷ số là 1-2 ở trận đấu thứ 4 này. Cho son thực ra là Triều Tiên chứ không phải Hàn Quốc. Đúng rồi, như lời của bạn ấy nói là chuẩn xác hơn. Đây là Triều Tiên. Triều Tiên thôi. Có Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên như bây giờ thôi. Còn ngày trước thì là Triều Tiên.